Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh Hoàng Phúc TV. Kính chúc mọi người có một buổi tối an lành và hạnh phúc nhé. Thì hiện tại là bây giờ mình đang ngồi ở ngay cái chỗ quen thuộc nè mọi người. Mọi người thấy không, ở phía sau mình là có kế bên là có con sông nè. Và hôm nay nước rất là lớn luôn và trời hôm nay là mưa từ sáng giờ nha mọi người. Và bây giờ là ở bên đó là ngọn núi đó mọi người thấy không, mây đen mù mịt luôn. Không biết có mưa nữa hay không. Thì không biết là có ai nhắc mình không ta, có ai nhớ mình không? Thì ngày hôm qua không có chia sẻ video cho mọi người được, thì mọi người cũng thông cảm nha. Tại vì ngày hôm qua có một cái lý do mà mình không thể nào mà chia sẻ video cho mọi người được hết. Không biết là ở đây là trời chuyển mưa nên hơi gió đó mọi người. Không biết là mọi người có nghe rõ không? Để mình kê cái mic lên, sợ mọi người nghe không rõ. Đó thì ngày hôm qua là có một cái lý do mà khiến mình là không có tâm trí nào có thể là chia sẻ video với mọi người được hết. Đó là ngày hôm qua là bạn gái của mình là nhập viện á mọi người, nên là lo lắng rất là nhiều luôn. Đó, không có đủ cái sự linh hoạt để chia sẻ video cho mọi người được. Đó, do đó thì ngày hôm nay là bạn gái mình đã khỏe rồi, đã xuất viện rồi, nên là ngồi đây thì nhân buổi chiều đi làm về, ngồi đây thì mình sẽ giao lưu với mọi người một tí. Thì ngày hôm nay mình giao lưu cái video này á, nó hơi cá nhân một tí nha mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về chuyện yêu đương, nơi xa xứ nó như thế nào. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cái vấn đề của bản thân mình luôn, đâu cái chuyện tình của mình. Đâu thì ngày hôm nay á, thì cái video này mình chia sẻ hơi cá nhân một tí á, nên mọi người mang tính chất là tham khảo nha. Để mọi người hiểu về cái ở đi lao động ở xứ người thì cái chuyện tình cảm nó như thế nào. Đông và nếu mà trong quá trình chia sẻ có ai mà tương đồng được với mình điểm nào đâu thì nói cho mình biết nha. Nói chung ai cảm thấy mà không thích thì mình cũng xem cho vui, xem tham khảo thôi nha mọi người. Tại vì ngày hôm nay đây là cái vấn đề cá nhân của mình á. Thì cái chuyện tình yêu của mình nó rất là thú vị luôn mọi người. Hôm đó là một trong những cái lý do mà khiến mình ngồi ở tại Nhật Bản này. Và bây giờ nó cũng chính là một cái lý do mà khiến mình nôn nao mong muốn về Việt Nam á mọi người. Nói tóm gọn lại một câu là gì? Vì tình yêu mà mình đi Nhật. Rồi bây giờ là đang ở Nhật là vì tình yêu mà mình mong muốn đi về Việt Nam. Đó là cái điều mà nó cũng có một cái gọi là cái duyên đó mọi người. Thì mình chia sẻ cho mọi người một tí. Thì mọi người nhìn mình đi, mọi người nghĩ mình là có bao nhiêu mối tình rồi đến thời điểm này. Thì năm nay mình là 29 tuổi rồi đấy, sang năm là 30 tuổi đó mọi người. Thì mọi người nhìn mình, mọi người đoán thôi mình có bao nhiêu mối tình rồi. Đoán thử xem đúng không mọi người. Chào mọi người 3 giây nha, đoán xong comment bên dưới nha. 3, 2, 1, hết giờ. Đó thì bản thân của mình đến ngay thời điểm bây giờ luôn nha mọi người. Mình chia sẻ này là chia sẻ thật lòng mình luôn. Mình chỉ vỏn vẹn là hai mối tình duy nhất thôi. Và hiện tại là mình đang xây đắp mối tình thứ hai á mọi người. Thì cái mối tình đầu tiên chắc kể ra có nhiều người tin mà chắc cũng có nhiều người không tin đâu mọi người. Cái thật sự là khi mình cách đây hơn 2 năm về trước á, là lúc mình quyết định đi Nhật á mọi người. Lúc đó là mình nhiêu ta? 29 thì khoảng 26, 27 tuổi á mọi người. Thì lúc đó là mình chỉ trong tay duy nhất một mối tình. Và lúc đó mình đang là yêu đương gọi là cũng là khá đắm đuối á. Thì thời điểm đó là mình đã quen người yêu mình được khoảng 2 năm rồi mọi người. Mà trong đó có 1 năm là yêu xa nha mọi người.
cái năm mà mình quyết định đi Nhật á, là mình đã yêu xa một năm rồi. Vì là người yêu của mình á, là đi ra nước ngoài trước mình. Có một cái lý do, tụi mình đang yêu nhau á, thì đột ngột ngày đó thì người yêu của mình là quyết định đi Úc mọi người. Thì và do vấn đề là vì kinh tế gia đình muốn hỗ trợ giúp đỡ cho ba mẹ nhiều hơn, rồi muốn chăm lo cho các em nhiều hơn nữa, có điều kiện sinh sống học tập tốt hơn, nên là em mới quyết định bạn ấy nên là bạn ấy mới quyết định là ra đi mọi người. Và khi mà quyết định như vậy thì hai đứa cũng rất là buồn, khóc rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó là mình á, thì sự nghiệp chưa có, mình đâu có dám là đảm bảo về tương lai của một người nào đó đâu mọi người. Đâu nên là mình cũng gọi là để cho bạn ấy đi. Và hai người cũng là thề hẹn với nhau, hứa với nhau rất là nhiều. Đâu là mình sẽ ở Việt Nam cố gắng phấn đấu và mình sẽ đợi bạn ấy về. Thì bạn ấy đi á, thì đi Úc 4 năm. Đâu thì bạn ấy về là trong năm nay là về luôn nè mọi người. Đó thì cũng phấn đấu nhiều như vậy á mọi người. Thì khi bạn ấy đi rồi thì hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, có Zalo, có Facebook này nọ rất nhiều á, thì giữ liên lạc với nhau. Rồi xong rồi á, là một ngày nọ thì có người cô đã gieo cho mình một ý tưởng là sao mình còn trẻ này á, không đi nước ngoài, không đi Nhật đi, đâu để mình có một điều kiện, có nền kinh tế một tí, đâu để mình gọi là không có thua sút ai. Còn nếu mình ở Việt Nam mình làm á, thì nếu mình không có một cái nền tảng để phát triển sự nghiệp thì mình rất là chậm á mọi người. Lúc đó mình mới bắt đầu mình suy nghĩ đến cái hướng là mình sẽ ra hải ngoại luôn mọi người. Tại vì mình nghĩ người yêu của mình đang ở hải ngoại, mà cho dù Việt Nam, ở Việt Nam đi, mình làm mình cho có mức lương khoảng 10 triệu, mười mấy triệu một tháng đi, thì mình cũng đâu có bằng được cái gọi là cái chữ Việt Kiều đâu mọi người. Thì nó sẽ bị giống như lúc trước có một cái video mình cũng chia sẻ sơ sơ đó, nó bị chênh lệch nhau một tí á mọi người. Nên là mình mới quyết định là bây giờ mình sẽ ra nước ngoài luôn. Tại vì đi Úc á, là mình không có điều kiện đi Úc đâu như bạn gái của mình được. Đó, giờ mình chia sẻ hơi tóm tắt cho mọi người hiểu cái mối tình đầu tiên tí nha, chứ mình không có chia sẻ kỹ. Không thì bắt đầu là mình mới nói với bạn ấy, thì bạn ấy nói mình á, là nếu anh muốn đi á, thì ủng hộ. Đâu ủng hộ mọi người. Thì bạn gái á, lúc đó là bạn ấy cũng ủng hộ và gửi về, mình không lấy nhưng mà bạn ấy muốn giúp đỡ cho mình mọi người, gửi về cho mình 1.000 đô Úc để hỗ trợ cho mình mua tiền sắm đồ đạc để đi Nhật đi luôn á mọi người. Đó là cái vì là mình mong muốn là giữ được cái gọi là cái sự bình đẳng giữa hai gia đình đó mọi người. Đâu bình đẳng như hai người á, tại vì người đi nước ngoài rồi người ở Việt Nam thì nó hơi lép vế một tí, thì mình mong muốn là bình đẳng một tí cho dù ở Nhật á, thì nó không bằng Úc đi, nhưng mà nói chung là ra cái mang tiếng là ra hải ngoại rồi á, thì nó cũng gọi là có cái gì đó nó xem nhau á mọi người, chứ nó không gọi là thấp lắm. Nên là lúc đó mình rất là nôn nao, mình rất quyết tâm mọi người. Nên là từ khi mình quyết định như vậy á, là mình đi tìm hiểu về cái ngành đi Nhật và mình đăng ký mình đi. Và mình rất là quyết tâm như vậy, nên là khi đăng ký vào công ty mình đi học đúng 2 tuần thôi mọi người, là mình thi phỏng vấn á, phỏng vấn đơn hàng và mình đậu đơn hàng. Và trong vòng 3 tháng sau, đông ngày đậu đơn hàng cho đến 3 tháng sau á, là mình đã có visa và bay sang Nhật á mọi người. Là tính từ thời điểm mình đi học cho đến ngày bay luôn là vẫn quẹn khoảng 4 tháng mấy thôi mọi người. Đó là sự khao khát, sự quyết tâm của mình rất là lớn luôn. Đâu để mình mong muốn mình ra nước ngoài để có gì đó là cho nó gọi là nó tương đồng với người yêu của mình tí. Thì khi mình sang Nhật rồi á, thì hai người vẫn còn giữ liên lạc, vẫn còn nói chung là còn nói sao ta nói chung khi mình qua Nhật rồi á, là nói chung vẫn còn mối quan hệ vẫn còn tốt mọi người, và cũng còn liên lạc thường xuyên. Một tuần á, là do chênh lệch múi giờ mọi người, ở Việt Nam á, thì mình chênh lệch với múi giờ bên Úc á, là 3 tiếng đồng hồ. Còn khi mình qua Nhật á, là mình chênh lệch múi giờ với bên Úc á, là 1 tiếng đồng hồ mọi người. Đó thì chênh lệch múi giờ á, nó ở Nhật á, là nó chênh lệch múi giờ nó không nhiều bằng ở Việt Nam. Nhưng mà từ từ sau mình thấy á, khi qua Nhật á, là
cái sự gọi là cái sự mà cái mối liên hệ từ từ nó sẽ bị giảm dần đó mọi người. Ví dụ là mình không biết là bạn gái mình có thay lòng hay không thì mình không có biết. Đâm như mà một ngày nọ thì bạn ấy nói là bạn ấy muốn dừng lại. Đâm tại vì nói chung là bạn ấy nói sao thì mình nói vậy. Thì bạn ấy nói anh là em thấy anh là người rất là tốt thế này thế nọ thế kia. Vì em không muốn là bó chân anh mãi, đâm giữ chân anh hoài. Mình không biết là bạn ấy, tại vì bạn ấy nói là bạn ấy là muốn, một là muốn ở lại Úc nữa mọi người, và hai là muốn về Việt Nam. Bạn ấy đang phân vân giữa hai cái đó nên bạn ấy chưa quyết định được, nên là bạn ấy muốn dừng lại, không muốn là ràng buộc mình nhiều. Thì lúc đó đau khổ lắm mọi người, tại vì mình đang phấn đấu, mình đang ở Việt Nam, mình phấn đấu mình đi qua Nhật này cũng vì người ấy. Đông mà qua đây thì mình cũng cố gắng phấn đấu mình làm việc đông và mình xây dựng mối quan hệ. Tại vì trong tình yêu á, mình có cái tính cách là mình hay cầu toàn á mọi người, là giống như là mình xây dựng cái chuyện cổ tích trong tình yêu á, là mình mong muốn là một lần mà có thể là đến với nhau, chung sống với nhau trọn đời. Đông thì do hai người thôi, đối với bản thân của mình á thì mình một mực chung thủy mọi người. Thật sự đó là mình không yêu thì thôi, mình yêu ai đó rồi á là mình rất là chung thủy luôn đó. Do đó là mình là giống như cái phương châm á, là cho dù ai nói mình ngu chứ mình có cái phương châm á là thà người phụ mình chứ mình không bao giờ phụ người á mọi người. Cái đó là phương châm tình yêu của mình đó. Do đó thì nói chung á là cái lý do chia tay á thì mình cũng không có, đến bây giờ mình cũng không có rõ, không có biết lý do tại sao mà bạn ấy chia tay với mình nữa đó. Do đó thì khi mà chia tay rồi á là mình nói bạn ấy một câu đó là em có thể quen người khác. Ví dụ em không còn thương anh nữa thì em có thể quen người khác, nhưng mà đối với anh á là chắc anh sẽ không bao giờ quen ai nữa trừ khi gặp được người tốt hơn em đó. Mình nói với bạn ấy câu đó mọi người đó. Mà lúc đó mình là buồn lắm. Cái thời điểm đó là mình chưa làm YouTube đâu đó. Do đó là qua Nhật một năm rồi là gần hết năm mình mới bắt đầu làm YouTube đó mọi người. Tại vì khi qua Nhật á là khoảng 8 tháng là người yêu nói câu chia tay với mình á, nói mình dừng lại là không còn như trước nữa. Đó là lúc đó là mình buồn bã rất là nhiều và mình không biết làm gì. Nói chung đi làm về nói chung không có tâm trí, không có tâm trạng gì hết mọi người. Nên là từ từ cái bắt đầu là mình củng cố được tinh thần một tí nhưng vẫn buồn. Nói chung là đối với người cầu toàn về tình yêu mà gặp chuyện như vậy là không thể nào mà gọi là vơi nhanh được đó mọi người. Đó bắt đầu là từ từ mình củng cố tinh thần lại rồi mình tìm một cái người bạn mới là YouTube để mình có thể là làm video, mình đi đây đi đó. Lúc trước thời gian đầu mọi người xem video của mình á, mình đi rất là nhiều mọi người, mình đi khám phá chỗ này khám phá chỗ kia để mình làm YouTube á, để cho mình quên đi cái mối tình của mình á đông, và để cho mình tìm cái niềm vui mới. Nhưng mà thật sự á là mình cũng gặp rất là nhiều người bạn ở bên Nhật này đông, và Việt có, Nhật có, người Nhật có, gái Nhật có, gái Việt có. Nhưng mà thật sự là để mà mở lòng ra mọi người rất là khó luôn. Khi mình đã bị một lần như vậy rồi tự nhiên mình cảm thấy mình sợ mọi người, mình cảm thấy là không có còn an toàn nữa đâu, nên mình khép mình rất là nhiều. Nhưng mà cũng là trời xui đất khiến sao cũng là nhờ YouTube mọi người. Và đối với mình á là cái này gọi là tình yêu ngoài sự mong đợi của mình luôn á, ngoài ý muốn của mình luôn. Đông thì cũng có một cái duyên tình cờ thì mình gặp được một người bạn đông ở trên trên Facebook đông, và bạn ấy cũng xem YouTube của mình rất là nhiều đông, và bạn ấy nói chung là có một cái gì đó đồng cảm được với mình đó mọi người. Rồi bắt đầu là một ngày nọ thì không phải là tự nhiên mình biết bạn ấy bằng một cách là gì, bạn ấy lên Facebook của mình á nguyên một like từ trên xuống dưới mọi người. Bạn ấy vô bạn ấy like từ trên dưới luôn. Bạn nghĩ gì, bạn mở Facebook lên mà không thấy là nguyên cái dòng ở trên người ta thông báo á, Facebook thông báo là bạn ấy là thích mình, bạn ấy cứ thích hình ảnh của mình bình luận hình ảnh của mình đó, nguyên một like từ trên dưới chứ gọi là đốt nhà mình mọi người. Mở Facebook ra tá quá mình chứ thấy gì đâu mà quá trời như vậy. Cái bắt đầu mình mới ấn tượng, tự nhiên mà có ai là tự nhiên vô coi mà like hết Facebook của mình từ trên dưới. Cái bắt đầu mình mới nhắn tin mình hỏi đâu sao tự nhiên đốt nhà anh vậy đâu, rồi có bắt đầu là mấy nói chuyện mọi người
nói chuyện thì nói chuyện qua lại thì một thời gian thì mình cảm thấy là thật sự không ngờ luôn mọi người là mình với bạn ấy có rất là nhiều điểm chung luôn và nói chuyện rất là hợp gu. Tuy bạn ấy nhỏ tuổi hơn mình rất là nhiều, bạn ấy thì mới có 22 tuổi thôi, mình hiện tại đã năm nay bạn ấy là 21 tuổi thôi mọi người, sang năm mới 22, mình thì 29 tuổi, bạn ấy nhỏ hơn mình thì 8 tuổi luôn á mọi người. Đó, do đó thì mà đối với mình á là nha, một người mà trẻ tuổi mà chơi bời, có tính cách chơi bời mà tính cách con nít á là không bao giờ mình quen đâu, thật sự luôn á. Thì giống như là mọi người xem cái kênh YouTube của mình thời gian rồi là mọi người biết á, mọi người cũng biết được cái tính cách của mình phần nào mọi người. Nói chung là mình phải tìm một cái người thật sự chững chạc. Với lại cái câu mình đã nói với người yêu cũ của mình rồi á, đó là phải gặp, nếu mà anh sẽ không bao giờ quen ai trừ khi gặp người tốt hơn em. Đó, thật sự là khi mình không có nghĩ là mình gặp được bạn này, đâu mới có 21 tuổi thôi mà tính cách rất là chững chạc mọi người. Đâu mình nói chuyện với bạn ấy mà mình giống như là đang nói chuyện với bạn của mình vậy đó, thậm chí là giống như anh chị của mình luôn á, tại vì cái suy nghĩ của bạn ấy á mọi người rất là chuẩn luôn. Tại vì bạn ấy là cũng là có một cái hoàn cảnh có sự va chạm với cuộc sống rất là nhiều mọi người. Đâu mà gặp rất là nhiều cái thử thách trong cuộc sống. Đâu mà nói chuyện thì cảm thấy là hai người tương đồng được với nhau. Giống như là cái tính cách cũng vậy. Mọi người thấy mình có khó tính không mọi người? Đâu nhưng mà mình quen bạn ấy lại khó tính hơn mình nữa. Giống như là hai người khó với nhau thì sẽ đâm ra dễ nha mọi người. Chứ đừng nghĩ khó với nhau mới không chơi ai được. Đó, do đó thì nói chung là mình cũng chia sẻ một tí như vậy. Thì bạn ấy không phải là đang ở Nhật nha mọi người. Bạn ấy hiện tại đang ở Việt Nam. Đâu mà nói chuyện thì một thời gian thì mình cũng cho bạn ấy là gặp gỡ ba mẹ mình. Thậm chí là mình cũng có nói chuyện với lại người thân của bạn ấy. Và hai bên gia đình thì hiện tại cũng ủng hộ rất là nhiều mọi người. Và thật sự là mình đã quyết định luôn rồi mọi người. Tuy là chưa gặp mặt ở ngoài đời, chưa gặp mặt ngoài thực tế lần nào, nhưng mà quyết định luôn rồi mọi người là về mình sẽ kết hôn với bạn ấy. Và hy vọng là không biết là phía trước còn có bao nhiêu thử thách nữa, nhưng mà chúng mình rất là quyết tâm sẽ vượt qua. Chỉ còn khoảng mấy tháng nữa thôi là mình sẽ về nước rồi mọi người. Đó, do đó thì hai đứa mình sẽ cố gắng phấn đấu để là có thể là xây dựng một cái chuyện tình yêu thật là đẹp. Đâu mối tình là không biên giới mọi người. Đâu yêu xa mà xa đến nỗi là chưa gặp mặt lần nào ngoài đời mà có thể là dám quyết định như vậy, mọi người thấy mình gan không? Nhưng mà thật sự là không gan đâu mọi người. Cái đó là trực giác. Trực giác của mình đã mách bảo đây chính là cái người bạn đời của mình rồi. Đâu nên mình không thể bỏ qua cơ hội được. Nếu mình đợi mình về Việt Nam mình gặp bạn ấy rồi mình mới nói thì biết đâu nó sẽ không còn cơ hội thì sao? Một ngày đó có người khác là họ phỏng tay trên của mình thì sao, đúng không mọi người? Do đó thì mình cũng chia sẻ cho mọi người như vậy là yêu là phải nói. Đâu cho dù khoảng cách biên giới như thế nào, đâu mà mình yêu là đối với bản thân của mình nha, thì mình không có thích quen qua lo mọi người. Mình không có thích là thỏa mãn cảm giác. Ví dụ có rất là nhiều người nói mình á, tại sao không kiếm một người đó đang ở Nhật này, mình quen đi để mình có thể là thỏa mãn cảm giác. Tại vì mọi người biết rồi đó, đi xa là sao chịu nổi, đúng không mọi người? Đâu sao chịu nổi. Lâu ngày dài tháng sao chịu nổi. Nói vậy mọi người tự hiểu nha. Tại vì trên đây mình không có nói những cái quạch tẹt ra được. Đó, do nó thì như vậy. Nhưng mà cũng cố gắng chịu đựng mọi người ơi. Tại vì nếu mà bạn chịu đựng được, càng giống như cái lò xo mọi người, mình chịu đựng mà mình nén được nó càng xuống đáy rồi á, thì khi mình bung lên mình bung rất là cao. Còn nếu mà nó chưa có nén đến độ mà bung lên rồi thì nó rất là, gọi là nó văng rất là thấp, đúng không mọi người? Thì bây giờ mình gán, mình chịu đựng, mình kìm nén đâu để mình xây dựng một cái tình yêu. Đâu khi mà mình về mình kết hôn rồi thì một cái tình yêu này sẽ viên mãn đến trọn đời. Đâu đối với mình là có những cái suy nghĩ như vậy mọi người. Đó, thật sự là mình gọi là khác, suy nghĩ khác người. Có nhiều người sẽ nói mình như vậy, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người đây là cái, gọi là cái quan niệm, cái suy nghĩ của mình thôi nha. Chứ là mình không có nói hết hoặc là không có kêu mọi người phải làm giống như mình. Nên là mọi người xem mọi người cũng thông cảm ha. Đâu, do đó thì ngày hôm nay là ngồi đây cũng tâm sự cho mọi người một tí. Tại vì cái chuyện này là tâm sự nó phải hơi dài á mọi người.
là mọi người nghe được đến đâu thì nghe, nếu mà nghe nửa chừng thì cũng không sao, không tại vì tại vì ví dụ như là mình cảm thấy mình xem cái gì đó mình cảm thấy mình thích, mình tương đồng, cùng quan điểm thì mình mới nghe đến cùng đúng không? Còn nếu mà không cùng quan điểm mình đâu có nghe đến cùng để làm gì? Tại đâu có giống tư tưởng của mình đâu. Đó, do đó thì nói chung mình cũng không có trách mọi người đâu. Đó, do đó mọi người nghe được bao nhiêu thì nghe, ai nghe được đến đâu thì nghe. Nhưng mà đây là thật sự hôm nay á, mình ngồi mình chia sẻ video này để mình nói về người yêu của mình. Tuy là hai đứa mình là đang yêu xa như vậy á, nhưng mà hai trái tim lúc nào cũng ở bên nhau mọi người. Hai suy nghĩ lúc nào cũng ở bên nhau mọi người. Lúc nào cũng là đang nghĩ về nhau, đang và khi mà bạn ấy bị nhập viện như vậy mọi người, thật sự là tâm trí của mình không có còn gì hết. Đi làm mà lúc nào cũng nghĩ về bạn ấy, không biết là bạn ấy như thế nào rồi, đâu là có thật sự có khỏe hay không đâu. Do đó thì cũng yêu xa thì mình bạn gái mình sẽ gặp rất là nhiều thiệt thòi, đâu là sẽ không có được sự quan tâm, không được sự chăm sóc trực tiếp. Khi bệnh hoạn ốm đau là không có, mình không thể ở bên cạnh để chăm sóc bạn ấy được. Đến ngày lễ Tết thì quà cáp không thể trao tận tay được. Đó, do đó thì cái yêu xa là nó sẽ gặp những cái trường hợp như vậy á. Do đó mình cũng chia sẻ một tí. Bạn nào có thể mà chấp nhận được đồng những cái chuyện như mình kể ra thì mình hãy quyết định yêu xa. Đâu còn nếu mà mình không có thể chấp nhận được như vậy á thì mình đừng nên yêu xa nha mọi người. Tại yêu xa cũng có rất là nhiều thử thách và chông gai á. Đó, do đó thì ngày hôm nay á là mình cũng chia sẻ cho mọi người như vậy. Đâu thì cũng hy vọng là mọi người hãy chúc phúc cho tụi mình, đồng để là mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vượt qua tất cả những khó khăn thử thách phía trước để có thể là dựng lên một đám cưới thật là đẹp. Đồng và ngày đám cưới cũng sẽ chia sẻ video cho mọi người nha. Ok, đó giờ đó thì ngày hôm nay là nói về cái chuyện tình yêu này mình không biết chia sẻ sao luôn mọi người. Nhưng mà do cái ngày hôm qua bạn gái mình bệnh như vậy á, ngày hôm nay mình ngồi đây mình giao lưu mình tâm sự mọi người một tí như vậy. Không là để mọi người thì nghe hiểu, và ai mà đồng tình thì hãy ủng hộ tinh thần cho tụi mình, không để cho tụi mình có nhiều cái động lực nhiều hơn nữa để có thể là đến bên nhau để chia sẻ ngày vui hạnh phúc cho mọi người nhé. Ok, do đó thì ngày hôm nay ngồi đây video cũng dài lắm mọi người, chia sẻ tí như vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video của mình đến giây phút này. Mọi người cảm thấy hay thì hãy nhớ like, share, chia sẻ cho nhiều người cùng xem, cùng tham khảo nhé. Và ai mà mới đi ngang kênh của mình lần đầu thì nhớ bấm đăng ký kênh, phấn cái chuông bên phải để có thể theo dõi những video mới nhất của mình. Ok, bây giờ mình xin phép mọi người mình kết thúc video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye.